Sao Hoàng Nhật Luyện xin chào cả nhà. Em lên sóng một con máy rửa bát Nationa BM1. Con này hình thức ở ngoài thì phần nhựa này nó bình thường, được cái kính này trong các bạn nhá. Kính này trong suốt này, còn phần nhựa này thì nó cũng bình thường thôi. Phần bảng điều khiển thì cũng khá là đẹp này. Con Navon BM1. Cái đầu hồi này cũng bình thường, ok, không có xịn lắm, cũng xước sát theo thời gian. Con em để số 14. Tình trạng bên trong máy rửa nước rất là nóng. Toàn bộ thân ruột inox hết. Nói chung là cũng không có gì quảng cáo nhiều đâu con này. Nó là một con bình thường như các con khác thôi. Giá bán thì cũng bình thường à. Con em bán là 3,9 triệu chưa phí vận chuyển. Qua là chốt thì các bạn liên hệ nhé. Là vòng BM1. Các bác lưu ý là máy Nhật này sử dụng điện 100V, các bác phải sử dụng các cái biến áp nó tầm 1,5 kW trở lên thì nó mới đủ cho máy để chạy. Giá 3,9 triệu chưa phí vận chuyển.